Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 15 giờ 10 phút ngày 30 tháng 8 năm 2023. Báo cáo với lại các thượng đế để các thượng đế được vui cây bụng. Đây là Mỹ Đài Sáp GF 4500. Mỹ Đài này mình đã có video để mời mọi người soi nội thất rồi. Đẹp sắc nước hương trời luôn. Mỹ Đài này mình cung cấp với một mức thóc là 1.280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Chưa lắp vào, chưa test. Thế nhưng mà đã có một thượng đế Trần Văn chốt và ngài đã chuyển thóc cho mình rồi. Ngài thượng đế Trần Văn chốt Mỹ Đài Sáp GF 4500 với một mức thóc 1.280.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Ngài ở địa chỉ đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngài lại còn Trần Văn chốt thêm 5 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90 này 30.000 đồng một cuộn. Trân trọng cảm ơn ngài. Còn bây giờ báo cáo với lại mọi người để mọi người được vui cây bụng. Cái dây chỉ dò sóng của đài Sáp GF 4500 tuy là nông dân thôi, thế nhưng mà cũng đã căng lại được cái dây rồi, đã căng lại được cái dây và cái dây bây giờ hoạt động như lúc nhà sản xuất. Nhẹ nhá, nhẹ và trơn. Đấy, không bị có bị mắc cái chỗ nào cả này. Đấy, quay đi quay lại này. Đấy. Hết hành trình nhá, nó phải hết hành trình thì là nó xoay cái con tụ xoay nó mới hết. À, chưa lắp cái chỉ báo sóng vào chỗ này, bây giờ mới lắp cái chỉ báo sóng vào chỗ này. Thế mà căng được cái dây này sướng quá, làm cái video để báo cáo. Thì qua cái video này thì cũng cho mình gửi lời cảm ơn tới một số huynh đệ coi như là đã để lại lời bình luận giúp đỡ mình để mình căng lại cái dây dò sóng của đài Sáp GF 4500. Thôi dừng video ở đây để lắp vào, nếu mà kịp thì test gửi chiều ngày hôm nay, còn nếu không kịp thì ngày mai mới gửi được. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Xie xie.